Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Uống Trà Cùng Dương. Và hôm nay trong clip này, Dương sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta làm món trà sữa thơm trà đậm vị. Và cái cách thực hiện cũng rất là đơn giản, dễ làm và rất là nhanh nha. Nguyên liệu thì rất là dễ tìm. Các bạn chỉ cần có trà đen, sữa đặc và thêm một ít trân châu hay là thạch là chúng ta có thể là có một ly trà sữa ngon tại nhà rồi nha. Bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau rang trà lên nha. Thì trà ở đây Dương dùng trà đen bô cha của VinFast nha. Các bạn cũng có thể dùng các thương hiệu khác hoặc là các dòng trà khác giống như là ô long, hoặc là có thể mix ô long hoặc trà đen vào để cho một cái hương vị mới lạ cũng được nha, không sao cả. Và khi rang trà các bạn lưu ý là chúng ta chỉ rang trà nóng lên có mùi thơm, bốc khói nhẹ là các bạn tắt bếp liền nha. Vì khi mà rang quá lâu thì trà sẽ bị cháy, và khi đó là cái hương thơm vốn có của trà sẽ bị mất đi, vị chát cũng mất đi luôn, lúc đó chỉ còn vị đắng và cái mùi khác thôi nha các bạn. Dương cũng có thấy các video hướng dẫn là chúng ta rang trà với đường, thì cái phương pháp này khi các bạn sử dụng thì phải cân nhắc nha, vì cái đường nó rất là dễ cháy, và khi rang chung với trà, trà với đường cháy khác thì uống sẽ không có tốt cho sức khỏe nha. Và chúng ta sẽ đến bước thứ hai. Các bạn đun sôi 3 chén nước lọc giúp Dương nha. 3 chén nước lọc sẽ tương đương với khoảng 600ml nước nha. Khi nước sôi thì các bạn tắt bếp, rồi sau đó chúng ta sẽ cho trà vào. Chúng ta ủ trong vòng 15 phút. Và có một điều các bạn cần lưu ý là chúng ta không nên đun sôi trà sôi sùng sục trên bếp nha. Vì khi chúng ta làm cái thao tác như vậy sẽ làm cho tannin trong trà nó tiết ra, nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là cái hệ tiêu hóa của chúng ta nha. Sau khi trà được ủ 15 phút thì các bạn lọc trà ra nha. Chúng ta lọc sạch sát trà. Sau đó các bạn cho sữa đặc vào. Ở đây chúng ta sẽ bỏ vào 4 vá sữa đặc nha. Và nếu như bạn nào thích ngọt thì các bạn có thể thêm sữa đặc hoặc là thêm đường nha. Và ở đây thì Dương pha với cái công thức này thì cái độ ngọt nó vừa phải. Vì một lát nữa Dương có dùng với trân châu ngọc trai, hay còn gọi là trân châu bao quy. Loại cái trân châu này thì các bạn không cần phải nấu, chúng ta sẽ đỡ tốn công nấu, đỡ mất thời gian. Đây là trân châu ba quy nha các bạn. Dai, sực, rất là dễ tìm mua ở trên các cái kênh thương mại điện tử. Thì nếu các bạn nào cần thì Dương có thể gửi link cho các bạn ở phía dưới nha. Đây là thành quả trà sữa đậm vị của Dương đây. Nếu mà bạn nào thích đậm trà hơn thì có thể tăng thêm lượng trà nha các bạn. Và Dương cho thêm một ít ngọc trai vào. Rất là ngon miệng luôn. Ở đây Dương còn biến tấu thêm nè các bạn. Dương cho thêm vào 3 muỗng cà phê. Chắc là các bạn nào mà uống trà sữa mà kiểu mà lâu năm thì các bạn đã từng uống qua cái món trà sữa yến ương rồi đúng không? Trà sữa yến ương có nghĩa là trà sữa vị cà phê đó các bạn. Uống vào cũng hay hay. Với cách làm đơn giản này thì Dương tin các bạn sẽ thực hiện thành công. Đừng quên khoe thành quả của các bạn với Dương nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nhé.